170 km. Nhưng mà nó chạy bao nhiêu km như giờ? Tốc độ tầm khoảng tối đa là 80, thông thường là khoảng tầm 60 km như giờ. 40 đến 60 và tối đa thì chạy là 80 thôi. Tôi thấy nãy giờ nó chạy nhanh quá mà. Ok, chạm xong rồi mình đi ra nha. Nhanh nha chị, ra là đi ngược lại nha. Không, mình ra xong tí nữa mình đi ngược lại hai chạm nước, còn mình đi 4 chạm. Ok, vậy là chạm tới thì mình sẽ đi ra nha. Chạm tới là đi ra nha. Nó chọn đi. Thì bây giờ mình sẽ đi ngược lại cái chỗ Bayfront vừa rồi. Ok, đó, đấy là cái hành trình của mình. Vậy bây giờ tất cả mọi người có cái thẻ đi tàu điện ngầm, cái thẻ đấy cũng có thể đi được xe bus ở Singapore. Tàu điện ngầm và xe bus, tất cả các phương tiện công cộng nó đi một cái loại thẻ đó. Thế tí nữa mình sẽ giữ cái thẻ đó khi mà mình đi ra đó, mình cũng scan ra như vừa rồi mình đi vào. Ok, vậy thôi, bây giờ mình đi nha. Rồi, chào mừng tấm hình với tàu điện ngầm ở đây. Rồi mình ngồi xuống máy của anh sơ, cho mượn máy. Dạ, dạ, có ngay, có ngay.